À, anh em ơi, anh em ơi, lắc nhà rồi, có phải nhà này không? Thế đến không thầy ai mà cười? Có phải nhà này? Tổ yếm thầy. Ôi trời, mệt nhỉ? Ơi, sao mày thẳng chứ mới gặp đấy? Rồi, cắt cơ thủ coi. Anh à? Ừ. Anh. Thầy anh? Tôi đâu vậy? Ghi xe, thành VR đi, động cái này. Có gì ăn không? Có không có? Buồn ơi, tôi buồn. Ơ, bắt đâu? Cái gì? Hả? Ghi xe. Dạ. Phải gì? Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giảm Văn Lộc Cuộc Sống của Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là anh em mình tiếp tục quay trở lại chỗ nóng trại các bạn. Thì không biết là hôm nay đã cày xong chưa, vì là mấy hôm nay mình cũng bận việc đấy các bạn. Thì cùng hôm nay cũng một cái thước rồi để lên để xem cây sóng suối thì sẽ tiến hành chia đất đó xem là cái tổng diện tích là được bao nhiêu các bạn, để mà chia đất thì anh mình sẽ đo chiều ngang được khoảng 700 mét đấy, thì anh em mình sẽ chia dọc như này các bạn, là bản nào cũng có, nếu mà hẹp thì chạy dài chia dài ra đấy, tính chiều dài là vì ở đấy là dài hơn chiều rộng các bạn, nên là sẽ lên đo và để xem như nào. Thì hôm nay là người dân cũng đang tập trung ở đấy là đóng gạch nha bạn, đang đóng gạch khẩn cấp để mà ấy. Vì hiện tại thời tiết bây giờ là cũng chưa thể mưa được các bạn, chưa thể mưa được, chưa có một hạt mưa nào hết đấy. Trời vẫn đang còn trong xanh đấy, ở các chỗ ở nơi khác thì là mưa hết rồi, thì mong sao là trời sẽ mưa xuống sớm để cho người dân là trồng trọt nha bạn. Thì hiện tại đang xây dự án cái mấy chục ngôi nhà thì vẫn đang làm đấy, hôm nay là mọc này. Rất là nhiều nhà rồi, được đó đây là 5-6 cái rồi đấy các bạn. Qua la lê volleyball, trời cực kỳ nắng nóng các bạn. Đấy, người dân đang làm, đang xây, tiếp tục xây nhà đấy. Ở gặp ở trường bản đấy. Buen día, Sopa. Có mày tụi bay. Wala lê. Phala xa các bạn. Ok. Ta tụi bay đi, Sopa. Dạ, obrigado. Ok, ta qua Induka. Ta Induka. Da Kanawa, Soba. Kanawa, Soba. Ok. Si agai agora ta falla trecero de Adekaya? Si, si, si. Ok. Si. Soba, si hoje do máquina, ta trabalha? A máquina hoje voltou, disse que partiu mais uma peça. Porra. Partiu mais uma peça. Ok, loja, oba mire nani. Como é que do máquina é como assim? A máquina estragou. Voltou mais no banco, foram mandar reparar mais. Assim, qual é o problema? Assim, não dá aguentar, não sei se é para quem. É como assim, Soba? Assim, talvez esperamos o chefe se vamos resolver mais outro caso. Ou vamos esperar esta. Ele só trabalha bocado depois para? Só para, porque não sei, a própria peça já está bocado gasto, talvez. Ok. Já. Está bocado gasto. Veja, mano, não está chato. Mày căn bản là mày giống như bị ấy các bạn, bị quá tải làm việc các bạn, cứ thừa xong hôm kia là mình đã mua đồ rồi, bây giờ lại hư cái khác, bây giờ đứng đưa về tiếp. Em tao em chỉ số phải dùng buka đồ cái đồ bài số 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 phải dùng buka số phải làm buka đi buka đi đi số số buka ông buka đi đi voice dragon em đã đi là mày hôm nay là ở đây trực theo mày các bạn, là bây giờ lại hỏng tiếp rồi đấy, giờ quay về thành phố để sửa tiếp. Không biết đến khi nào thì để mới cài xong đấy, có máy rồi là cũng rất là khó khăn đấy các bạn, vì là máy mà dùng chúng mà không có cái không ai bảo dưỡng, không có trách nhiệm gì hết đấy, cho nên là máy giờ giống như cũng già rồi đấy, làm việc nhiều quá ải rồi, giờ chạm đâu là hỏng đấy mà. Em tao ele disse como quando para volta. Ele não sei, ele disse que ainda vou lá ver se está pronto, depois da manhã vai vir. Ok, đấy, hẹn tiếp là về sửa 1-2 ngày là xuống nha bạn. Thì mình cứ nghĩ là hôm nay xong cây xong xuống rồi thì để đứa thược lên để mà đổ, để mà chia đất. Eu pensa esse de lá, que já terminaram para que eu levar esse metro para medir lá. Ainda. O problema do da máquina. Ok. Chuva sempre ainda não caiu? Ainda, só pintava um bocado só. Assim, esse aqui está muito mal, chuva nunca caiu. É pouca chuva. Esse caia lá já terminaram? Essa já está terminada, e essa aqui também. Ok. Só falta essas duas. Đấy, thì làm theo mấy giày nhé con. Hôm nay thì không ở được thì giờ về, để mình tí mình đi về, mình sẽ lên đây đẩy xem thế nào các bạn. Mình phải đi xem thế nào đó. Đấy, hôm nay đang triển khai tiếp thêm một cái nhà này. Đấy, cứ mỗi người thờ chính là sẽ ở riêng là một, mở xây một nhà. Đấy, theo ba giày thế này, theo ba giày nhé các bạn. Đấy. Esse já terminou, né, Soba? Esse já está. Đấy thì chắc là ngày mai là mình sẽ họ tiến hành là đi lên đến Huambu một chuyến này các bạn. Mình sẽ đi khoảng 1 đến 2 ngày. 2 ngày.
Thế thì mình tí là mình sẽ nói với bác trưởng bản là mình sẽ đưa bác ấy đi cùng, là lấy cái này để xem cái nông trại của anh Đông cũng giống như là Quang Linh Farm các bạn. Đấy, để về cho các bác ở đây là phải giống vậy, là nhìn tận mắt đấy, nhìn tận mắt để cho nhìn thấy, để về đấy là các bác là hướng dẫn lại cho người dân các bạn. Cho nên là mình sẽ là sẽ người đồng hành đi cùng mình sẽ bác nha bạn. Rồi mình sẽ đi khoảng tầm 1 đến 2 ngày là mình về thôi. Es ya tan, ¿eh? Sí, ya está. Es si te manda que algo puede entrar aquí, ¿eh? Sí, sí. Para okay. Para entuliar ya, para ficar todo bonito dentro. Sí, es si aquí después allá tengo lista para buscar dos acá y ficar aquí. Sí, 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 sí. Okay. Es si tengo meterme que dentro ya. Ya tengo, tengo la lista de los que va a estar aquí. Okay. Ya sí, ya tengo. Okay, está bien. Đấy, thì chỗ này là hiện tại bây giờ là sẽ là để làm xong là mình sẽ lợp luôn nha các bạn. Đấy, để mai ngày kia là mình sẽ đi về rồi mình sẽ đưa tôn lên lợp luôn. Là trong này là bảo đòi bạc là cùng người dân là sẽ đổ nên đi, đổ nên. Yes, thì bố mẹ tôi ra đây kì lên rồi kì para kì. Thì bố em tôi đã ra chạp và para cô lô cao lãnh xì mà. Vamos a estudiar bien, yeah. En directar vamos bien para estudiar bien directo. Ok. Yeah. No, ese ahora es si, ese ya, ese ya mañana yo voy a Ruambo. Tu balundo. Okay. Yo quiero su pata, vamos a ayudar. Voy a conocer la. Voy a conocer ya. Ah, vamos lá. Vamos. Sí. Sí. Quiero ir a conocer también. También para dar una experiencia en mis trabajos. No, la tengo mi hermano. Okay, él está la para la. También grupo de ayuda a Bobo. Okay. Él también fallece grande. Para yo quiero llevar sopa, vamos la para oler eso. Para saber, después vamos aquí. Sí, sí, sí. Así no hay Bobo trabajo. Muy bien, muy bien. Agrado bastante. Ya. Yeah. Fazer uma experiência para ver como os outros estão a trabalhar. Sim. E quando chega aqui, orienta as pessoas, aqui vamos trabalhar. Lá está fazendo bem tudo coisa. É verdade. Lá, bạn, thì mình cũng nói bác là cái kế hoạch đi như vậy, đi khoảng tầm 2 ngày, thì là bác cũng đồng ý, là mình cũng muốn, như hồi nãy mình đã nói đấy, đưa bác lên nhìn là tận mắt, là để nhìn thấy là những cái nông trại của Quang Linh, cũng như là của anh Đông, cũng như anh em Long Tím đấy còn. Về để cho bác đi nhìn thấy và sẽ về là hướng dẫn người dân là được kỹ càng hơn. Đấy, đỡ mình phải là nói nhiều hơn. Đấy, cái gì cũng phải đi là nhìn thực tế là tận mắt. Hôm nay là một nhà xong rồi. Cái này ngôi nhà này cũng là chuẩn bị là xong đấy các bạn. Tránh thủ mùa nắng mà. Đấy, cái này cũng SCA giờ ta đi qua gì nữa xong à? Sẽ ta qua, Até amanhã vai acabar. Sim. Até amanhã. Vou puxar para lá em cima aí. Sim, tá bem. Đấy, thì để làm xong khoảng 4-5 ngôi nhà là mình sẽ lợp một lần nha các bạn. Lợp mình sẽ đưa tối lên lợp một lần luôn. Cái gì đấy ta đúng? Ta grande đấy. Ta grande. Oh, Walebo. 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 Wainuka. Takanawa. Ok, bom trabalho ya. Đấy, mình như một ngôi nhà này thì sẽ đặt được khoảng 3 đến 4 cái giường đấy các bạn. Đấy, một cái giường. Es si va a ficar cuánto de cama de tu. Aquí puede ser 4 camas. 4, ¿no? Aquí una cama, ahí una cama, ahí una cama, aquí más mucho. Ya, khoảng này cũng là khoảng 4 giường. 4 giường như vậy là ở cũng ok các bạn. Lợp tốn trên này nữa là cũng ở được rồi. Nói thì nói chung là xây nhà là kiểu như vậy các bạn, kiểu nhà tương đất. Đấy, có sao thì sẽ tận dụng hết làm như vậy. Toàn là chị em phụ nữ không thôi, thì có mấy anh đàn ông là đứng xây thôi. Còn bên này thì đã xong rồi nha các bạn. Cái này là xong rồi này. Es ya terminado eso, ba. Aquí está terminado. Entonces me manda eso mete pausa. Está bien, está bien. De pausa así así yo voy a traer ya chapa ya. Está bien, está bien. Porque ahí vamos, estamos a falta eso de una arriba comprida. ¿A dónde? Arriba comprida que fica en medio. Sí. A partir de ahí para donde que va a apoyar un teto. Ah, sí. Es aquí un pau, ¿no? Un pau, de aquí hasta allá. Ok. Vamos a poner un teto. Sí. Ya. Então me corta um pau, meti até lá, depois que? Tá bem, tá bem. Depois já tem que, eu vou ver tudo aí. Tá bem, sim. Chúng là ở đấy chắc là phải càng sáng thẳng, thì bắt đầu mình có mưa các bạn. Chúng là mình giờ là phải trước mắt là phải tập trung vào cái máy móc đó, để cho họ cày cho sóng xuôi, lúc đó là sẽ là chia đất để cho người dân trồng trọt, chứ cũng lâu đấy các bạn. Cái cùng lâu, cái chơi cả mấy trăm con người chơi một cái máy. Ese aquí está duro máquina final, ¿cómo así? Las máquinas de aquí parece no funciona bien. ¿Eh? No funciona bien porque está un poco estragado. Sí, todo son estragado. Sí, sí. Ấy giống như làm sóng nó kiểu là hỏng học nhiều quá các bạn, thì tiền cũng không có để mà thay thế cho nhiều ấy. Ở bên này thì đang đổ gạch nha các bạn, đang đóng gạch. Đấy, cái từng tổ một ở phía bên kia thì đang đóng ở bên kia, tổ dưới này thì đóng ở phía dưới này. Bây giờ chưa cày được thì đang tập trung để mà ấy đấy. Tập trung để mà đóng gạch đấy các bạn. Voilà đi!
Walepo. Đấy, những viên gạch này rất là nặng các bạn, cực kỳ nặng luôn. Đấy, phải vận chuyển rất là khá xa từ trên kia xuống đây. Đấy, để tập trung là sẽ đưa tháp này cho thờ xây. Đấy, tỉnh đưa cái thước này lên để mà đó đấy các bạn. Đó để mà làm chia đất luôn đấy. Nhưng mà thôi để cho cây xong đó. Cây xong thì anh em mình sẽ cây xong thì anh em mình sẽ ấy sẽ chia sau cũng được, không sao. Nếu nó trong vòng để giờ đến cuối tháng là phải hoàn tất các ngôi nhà và cũng là hoàn tất cái việc cây cuộc các bạn, để đầu tháng sau nó sẽ tiến hành trồng trọt. Thì ở đây nó sẽ chậm hơn ở trên các trên chỗ bãi lôn đu các anh em nhé các bạn, vì trên này đã đầm mưa rồi mà đất là trồng sẽ lên, như còn hiện tại bây giờ đấy trồng không đủ nước tưới nó sẽ chết hết. Si aquí ya no terminan. Ainda no terminó. Ainda terminó. Es otro son son metros. Entonces. Este semestre parece que ainda problema la no sé todo. Đấy, cái phòng này thì là hiện tại là thờ đang có việc bận nên cho hôm nay chưa đến làm được nha các bạn. Es si aquí está demorado, sí. Está demorado, otra vez el problema mismo. Liga? A través del problema es llamado constantemente. Sí. Agora son un tem de acabar por meio. Amanhã ele vai vir. Liga? Amanhã vai vir. Bây giờ trống sáo là máy móc đến để mà ấy các bạn. Em xin tâm anh thay ra đôi. Em xin tâm anh uống maca aquí. Não, aquí é só para diretar o coisa, a licença. Ok. Ừ, đợt này hôm nay là thành thờ đấy các bạn này. Ừ, dễ. Ừ. Sao đi phát chứ? Hả? Muốn tôi mê tới đây? Ừ, dễ. Ừ, dễ giống như thờ chuyên nghiệp đấy các bạn. Mấy em ở đấy làm việc cũng rất là nhiệt tình nha các bạn, ngày nào là cũng chia nhau ra hết là một người ở chỗ ở một nơi. Đấy. Đấy sẽ làm dọc như thế này các bạn, cây dài hồng như kia. Thế sau này là sẽ ít hôm nữa mình sẽ là kiếm cái giống cây chanh leo đấy các bạn, là làm mãi cho trước nhà là cho leo hết, chỉ cần mưa xuống thôi. Mưa xuống là sẽ là mọi thứ đấy sẽ xanh tột hết, rất là đẹp đấy, để làm một thành nông trại là quy mô đấy các bạn. Só para esse ir aqui um mês tudo fica limpo mesmo já, tudo fica verde. Tudo bonito, vai ser tudo bonito. Đấy, sẽ là để cho bác nói về hai bác, để cho bác nói về các bác trưởng bản con lại nhé bạn. Já sou, o chefe disse que amanhã vou acompanhar o chefe lá no AMO, para ir lá apanhar a experiência do trabalho, para ver as fazendas lá como está. Sim, amanhã tenho que arrumar, temos que ir com o chefe. Ya, mai porque yo quiero llevar todo eso para famular, ¿está bien? Mai ahora porque tú vas todo un encanfica aquí trabajando. Entonces voy sopa do cabo tu famu ainda. Entonces todo eso para ficar aquí para mandar bobo junto boca junto para trabajar, ¿ya? Ya. 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 Sim, porque lá tem grupo do meu amigo, também ajuda o povo, mas lá chuva já caiu do balão, já caiu muito cedo. Sim, caiu bem, mas então eu quero levar só para se vai lá olé, para saber fazer como, depois vamos cultivar aqui bem bonito igual lá. Quando acabar esse, você vai mudar de roupa? Tá bem, chefe. Para esse amanhã vamos já. Tá bem, chefe. Já, esse vamos lá para ver já. Tá bem. Thì hôm nay mình cũng tính lên là sẽ đo đất và sẽ để mà chia đất đấy các bạn, để mà biết được rõ ràng là bao nhiêu chiều rộng mới được bao nhiêu mét đấy các bạn. Nhưng mà hiện tại máy cày đã chết xong, tôi sẽ để cho chờ thêm một vài ngày máy cày xong chui tất cả thì mình cùng bác sẽ đi thực tế là tham quan một chuyến tại nơi anh em đang làm việc đến kia. Thì cũng khá lâu rồi, mình từ khi sáng nhưng cũng bận rất là nhiều việc, các bạn cũng đi lên được. Thì hôm nay chuyến đi này là sẽ là chở Điệp và Linh Đầu về đến đấy luôn đấy. Thì tiền thì là sẽ đi khoảng 2 ngày lên để là để cho bác là nhìn thấy những cái gì mà anh em mình đang giúp đỡ cùng cùng nhóm đấy các bạn, để học hỏi thêm được nhiều điều nha các bạn. Dạ dạ số bảy xin xin tao bông. Ok, và công ba nhám mẹ tây ra kề ở đủ bao kì nhá. Đấy thì chuyến đi này thì mình sẽ an tâm hơn, vì khi có các bạn ở đấy là thì quản chuyển tất cả mọi thứ tại nông trại đấy các bạn. Ok các bạn, thì hiện tại anh em mình đã đi được nửa đường rồi. Lindo hiện tại đang đi mua bánh mì đấy các bạn, hiện tại đang chơi để đổ dầu.
Vì dầu là hiện tại là thời điểm này là rất là khó khăn. Cho nên là anh em mình đứng chờ đấy mà giờ mới đổ vào đây các bạn này. Phải đổ chứ giờ đi lên đến kia là không có dầu nữa, sợ hết dọc đường là toáng đấy. Sao vậy? Em si primeiro vez anda, né? Hoje é a primeira vez, nunca passei aqui. Nunca? Nunca passei aqui. Bác bảo là lấy lần đầu tiên bác đi xa khỏi bản này, bạn lần đầu tiên. Đấy, kể cả đi đến thành phố Lũ Văn Gú cũng chưa lên, chưa nói là đi các cái chỗ tỉnh khác đấy các bạn. Thì hiện tại thì bây giờ là anh em anh đã đi được nửa đường thôi, nửa chặng đường, còn nửa chặng đường lại nữa. Giờ bắt đầu mới vào đường đất để chờ đổi dầu đó. Gajoli, tá difícil, Salva. É que é difícil, sim. Sim, tudo. Está meio distante do banco para cá? Sim. Distante. Está saudade lá? Sim, sim. Saudade? Tenho. Tem saudade? Tenho, mas ainda não tenho. Quero ainda ver ainda ali. Aí, bate ali, nem tinha, tem meio ainda com ngạc nhiên rồi đấy các bạn, vì là trên kia đã có mưa rồi mà dưới mình chứ có mưa. Đấy, em xin được bơi vào xe qua đôi xe gà đủ bài luôn đúng đấy. Sì, sì. Chuva cai bue. Ai thấy mình ta chuva? Sì. Já está a aparecer os nomes. Não, lá do Ambu. Ở do Ambu. Sì. Đấy, lên mà nhìn trang trại của Quang Linh, rồi là nhìn của nông mấy nông trại của anh đông bao lâu đấy các bạn. Thì cái chuyến đi này để thực tế để mà nói là để chủ yếu là để học hỏi và tham quan, để về là bác chỉ dẫn cho người dân dưới kia làm được cũng là kiểu như vậy, có cái quy mô lớn mà để phát triển được lâu dài đấy các bạn. Esila ta cresce bue chuva caiu cresce muito. O milho já está crescido. Sim. Ha? Tudo aqui. Exato. Sim. Afinal estamos atrasados. Não, Esila, esse aqui é só nosso de grupo. Ok, ok. Nosso de grupo para de ajuda também. Muito bem. Por meio é do Ambu, depois eu tô ficando do Lubango, sozinho eu. Muito bem. Agora vamos lá para visita já. Graças a Deus. Agora a gente olha em nhìn xung quanh, bạn nhìn xung quanh, nhìn chỗ này, chỗ kia. Esse aqui não é igual lá, não é? Não, não é igual, não é igual, não é igual. Aqui também é diferente. Sim. Bác bảo là những cái huyền ở đấy là cũng có khác hơn những cái huyền của bạn đấy các bạn, nhưng mà thì mỗi nơi là có một cái khác nhau đấy, có một cái điểm mạnh điểm yếu khác nhau đấy các bạn. Đấy, hiện tại thì đang chơi chắc phải chơi đến nơi đến chỗ Quang Linh anh em mình chắc phải tầm đến 12 giờ đêm đấy các bạn, vì bây giờ là chơi dầu là khá lâu, bây giờ bắt đầu mới bớm mà các bạn nhìn này, ở bên này này giờ mà sắp hàng cái này chắc để thùng này, giờ cái một xe này mà chở hai thùng này chắc đổ chắc đến mai anh em mình lượt anh em mình đấy. Có vẻ không phải đổ buổi xe đâu, vì bây giờ xăng dầu là cực kỳ hiếm luôn. Không hiểu thế nào trong vòng một tháng này. Một tháng này là cả xăng cả dầu là đều không có cho bạn, cực kỳ hiếm. Đấy, cho nên là giờ cống xe thì vẫn đang còn dầu, nhưng mà sợ đi dọc đường không có đâu các bạn, từ đây xuống đó là không có bạn nữa. Đấy, cho nên anh em mình phải đổ chứ phải chơi, phải chấp nhận để chơi thôi. Ta để mô ra đây sao vậy? Trong lòng bạn là bây giờ là muốn là nhanh để đi đến nơi thật nhanh ấy. Em chị em có là ta super ra để vô cùng bộ xin. Assim? Yeah. Não, não estou a sofrer. Não estou a sofrer. Aí quero saber qual é toda a área, quero saber. Ficar um bocado ânimo. E depois saber coisas também é melhor. Ah, ok. Todas, como também ocupar, como que se passa todas as estruturas. Vamos arranjar mais maneiras de trabalhar lá para estarmos também. Sim, vai lá, vai aqui aprender. Sim, sim. Do minha irmã também aprender bobo, ficar trabalhando no fazenda. É verdade. Então agora nosso também vai visitar. Sim, sim. É melhor para. Aprender. Aprender. Sim, sim, para vamos lá, para depois vai do Lubango. Tá bem. Aprender um pouco, fazer igual e trazer futuro. Obrigado, sim, sim. Obrigado. Thế bây giờ là anh em mình sẽ chơi nha các bạn. Chơi thêm một tí nữa. Tino thì đang đi mua bánh mì và thịt đuôi gà. Để ăn bây giờ là khoảng tầm, bây giờ là 1 giờ chiều các bạn, 1 giờ chiều. Giờ chơi thế này không biết đến bao giờ thì mới có đổ được. Mình sợ phải chơi đến khoảng tầm 3-4 giờ chiều đấy. Thì mới có đổ mà. Giờ mấy con nửa chặng đường còn lại thì rất là xấu, đường rất là xấu. Đấy, đường gồ ghê, đường đá đấy các bạn. Thì phải đi khoảng tầm 6-7 tiếng mới tới nơi, chắc khoảng tầm 11-12 giờ đêm mới đến nơi đấy các bạn. Ô, lên đâu? Đi mua mấy về à? Thì lên đâu đi mua mấy về các bạn này. Ok, hello, chào các bạn. Đi đến lên đâu? À, trả tiền xe không nhá? Dạ, vừa mua bài mình, các bạn thôi. Không có thịt à? Dạ. Không có đôi gà? Không có. Hai? Chắc bánh mì không? Chắc bánh mì không à? Dạ dạ. Thì qua đây mua đôi gà chứ. Dạ dạ. Hôm nay thì anh em mình chở Lindo về đến Hương Bù luôn đấy các bạn. Đấy, về đến này. À dạ, mình đi chưa? Mày trong xe thì rất là nhiều đồ. À, ta phong mấy sao bà? Nè, mà normal. À, normal? Hay normal. Thôi, để chơi đổ sáng trong cái tí ra ngoài kia đi vào cái quán này để mua thêm thịt đồ để ăn uống đây để tiếp tục khách đây nhá. Mệt không? Mệt. Đấy, mệt này. Gì, nó còn nửa chặng đường nữa. Con dài lắm.
Nếu tối là cho bác trưởng bản ngủ bên kia về Linh Đô luôn nhá. Bữa đi vợ vợ đứng ở dưới quê thì bác trưởng bản ngủ về Linh Đô. Dạ. Vâng. Dạ. Sao vợ hôm Linh Đô? Ta về rồi đi. Dạ. Thì bữa Linh Đô áo đi đi ủng hộ cuộc đời Linh qua Việt Nam đi ta. Ta về ta. Sao để hướng dẫn Linh Đô để chỉ cho bác học ít tiếng Việt đấy. Dạ vâng. Ok nha các bạn, đây là hiện tại anh em mình đã đến bãi Lũng Đu rồi. Đến nơi tránh tà thì tất cả mọi người đều đang mệt. Linh Đô mệt chưa? Mệt, mệt. Hỏi bác trưởng bản có mệt không đây? Dạ, mais velho, aqui já chegamos no bãi Lũng Đu, município. Ok. Yeah. Bác trưởng bản chắc là mệt lắm nha các bạn. Ok. Agora sim, entra já na rua de casa. Ok, ok. Ôi, lạc đường ở đây? Mặt điện đường, mặt điện đường. Thật. Hả? Mặt điện đường. Đường đó. Có đúng đường này không đây? Đúng đường luôn đấy. Mặt điện đường này luôn. Không, không, không. Muito cansaço. Muito cansaço. Ah, mất điện hết đấy các bạn. Ồ, trong nhà có điện, ngoài đường là mất điện thôi. Não vale a pena. Sim. Ôi giời. Sim. Mas eu vi conhecer mesmo aqui. É certo. Yeah. Sau là chính chuyến 700 cây là đến đấy các bạn. É aqui. É verdade. Sim. Ok. Ui giời. Yeah. Agora vamos descendo. Xuống xe lên đâu? Yeah. Đi đâu cả thầy, không thấy ai cả thầy. Không, sao không thấy, hay là thầy đưa nhà rồi. À. Sim. Dạ. Por abrir porta aí. Dạ, daquele lado. Dạ, tá aqui, entra. Để kêu. Anh em ơi. À, anh em ơi. Anh em ơi. Lắc nhà rồi. Có phải nhà này không? Thế để đúng thầy ai mà cười. Có phải nhà này? Tụi em thầy. Ôi trời, mệt nhỉ. Bây giờ ta sao đây? Bữa nay Antonio. Dạ dạ. Anh đã đi làm cho cô dạy. Đi làm cho mày đây. Dạ dạ. Sao mà vậy? Dạ, mai về vào mới trả kì. Hay là lắc nhà rồi. Hả anh? Ui giời ơi, anh ơi ơi. Sao người thẳng chứ mới gặp đấy. Ui giời, các cơ thủ cơ. Anh à? Ừ. Ơ anh. Thấy anh? Ui giời, anh. Ê, đánh VR đi, động cái này. Có gì không? Có không có. Buồn ơi, tôi buồn. Ơ, bà đâu? Cái gì? Hả? Ui giời. Hả? Dạ. Phải gì? Phải không? Bảy 700 cái. Ơ sao bao? Ơ sao bao vậy? Dạ. Hãy bắt cơm bạn lên. Đi ăn trên empresa. Đi đâu? Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Bạn đi à? Dạ. Có cho bạn đi không? Không không. Cứ chứ đi. Dạ sao vậy? Sao vậy? Sao nó chút đây ở đây cái đồ bụng. Ok, là cái sao vậy? Tập bắt một xem ta kia. Thì tiếp đón. Ok. Tiền gì đây? Mới lên nó tiền. Mestre. Dạ. Có camera đi. Nhưng mà về Việt Nam đi mèo ơi, hả? Lấy mà chút cắn. Có chị ăn rồi nói mà. Nó có chị ơi. Xem ta kì. Essa que vai levar lá em casa. Bim bim. Já sou para sentar. A mochila. Já senta. Já sou aqui também. Leva lá em casa. Nhìn tại cái liếm liếm. Vô. Ừ, nhiều đâu ơi. Dạ. Hả? Dạ. Ok. Trường bạn trường bản lên. Dạ, nó sẽ anh đã bao bụng. Dạ. Ừ, giải lắm vui này. Vâng. Dạ. Mày làm các bạn không? Ê, hết cảng hết trái luôn. Số bà ta đuổi. Ta can sao đúng? Dạ, mà nó không cần. Dạ. Dạ, chơi qua. Béo hay, hãy. Làm ngay hay. Chơi chơi qua. Mày có lẽ gần một năm rồi anh em mới gặp nhau các bạn. Dạ, tôi can sao đúng vậy? Sao bà? Sim, tôi can sao đúng. Can sao đúng. Sim. Thế là cái água. Vùng mệt. Água bà bebê. Đường hôm nay khó đi hơn. Sim. Mưa. Đường mưa xuống này khó đi. Mưa xuống đường khó đi. Thôi chắc là ngồi tí đây là... Dạ, mất nước gì nào. Tắm rửa đấy. Ơ! Ui! Lâu ngay đây. Ê! Một cái gì? Gặp đây luôn. Chào các bạn. Ghi gì? Thôi em, cái gì? Anh thấy không đi à?
Hả? Anh Thành cũng đi à? Anh Thành bận ở nhà để chào các bạn. Làm việc ở nhà. Chào các bạn. Chào sao bận? Thành ở nhà làm đi. Gần mưa đây, nhà làm đi. Mất mưa giờ chứ mưa, mất mưa. Trong túi. Trong túi rồi. Xe kia xong nó xuống đây đây có đâu. Dạ. Xe mà nhà ba mù vì chỉ ta cái tu đúng. Dạ. Ôi như bà phải cả đi can say này nhá. Dạ. Bạn anh bạn mới đây, bà bạn mới đây đang làm ấy, để cho bác lên đây là đi tham quan này, để về mà trồng trọt đây. Dạ, vừa khỏe, khỏe. Có cho vừa cái gì qua Việt Nam không? Có. Dạ. Lên đó về về thăm có cái này, cái gì? Dạ, bây bây xuống. Ở quê đi xuống mà. Hả? Dạ, đi thăm cả gia đình. Dạ. Thì ok bạn, chắc là bây giờ để cho bác về tắm rửa đi ăn uống đó. Thì có gì ngày mai anh em mình trẻ ấy. Dạ. Sốp à? Agora, bambu banya, ya. Kasamu no. Dạ, ok.